Trong thời gian vừa qua, nhờ vào các giải pháp linh hoạt, sáng tạo của thị xã Sapa trong việc học tập áp dụng những kỹ thuật sản xuất hiện đại, tìm tòi và nhân rộng những giống cây mới, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu tại địa phương. Mô hình trồng cà chua Nova được triển khai thời gian gần đây tại phường Ô Quý Hồ, thị xã Sapa đã bước đầu mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế. Một hecta trồng cà chua của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hương tại tổ 3 phường Ô Quý Hồ, thị xã Sapa, hàng năm cung cấp ra thị trường gần 100 tấn cà chua thường. Từ tháng 5 năm 2023, công ty này đã trồng thử nghiệm 800 cây cà chua Nova với các giống Nova Chocolate màu nâu tím, Nova vàng màu vàng ươm. Sau hơn 2 tháng trồng, đã bắt đầu bói quả và hiện tại đã cho thu hoạch 2 tấn cà chua cung cấp ra thị trường. Dự kiến sản lượng cả vụ của giống cà chua Nova sẽ đạt từ 6 đến 7 tấn. Nhà vườn mong muốn trong thời gian tới là nhân rộng được cái mô hình trồng cà chua bi, đặc biệt là cà sô cô la và cà Nova này, muốn tất cả mọi người đều được thưởng thức cái sản phẩm này và hướng tới là phát triển du lịch. Cà chua Nova rất thích hợp để trồng tại thị xã Sapa, đặc biệt phù hợp với độ cao từ 1.300m trở lên để đảm bảo thu hoạch được cà chua sạch và đạt năng suất cao. Công ty này đã đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt và phun sương của Israel. Hơn nữa, việc trồng cà chua trong nhà lưới cũng đảm bảo tiêu chuẩn sạch, an toàn, ít xảy ra sâu bệnh. Việc thành công trong việc đưa các giống mới vào sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hương cũng đã tạo việc làm cho trên 30 nhân công là bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sapa và tỉnh Lào Cai. Cà chua Nova là nông sản nổi tiếng được trồng nhiều ở thành phố Đà Lạt, được thị trường ưa chuộng với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như có hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần cà chua thường, có chất chống oxy hóa giúp hạn chế về bệnh tim mạch, làm chậm quá trình hình thành các tế bào ung thư trong cơ thể. Cà chua Nova được trồng tại phường Ô Quý Hồ, thị xã Sapa, hiện được bán ra thị trường với giá 50.000 đồng trên 1 kg, cung cấp đến các nhà hàng, khách sạn tại thị xã Sapa và hệ thống các siêu thị tại thành phố Hà Nội. Trong cái thời gian vừa qua thì đặc biệt là có một cái chuyến đi tham quan học tập kinh nghiệm ở Đà Lạt cùng với đoàn của thị xã. Thì sau khi có những cái chương trình tham quan về nông nghiệp gắn với du lịch và du lịch trải nghiệm thì bản thân tôi đi về thì đã thấy họ phát triển cái cây cà chua hoa quả rất là tốt. Khi đưa về triển khai thực tế trên địa bàn phường thì ở đây bây giờ mới đang là giai đoạn thử nghiệm và đã cho ra vụ đầu tiên là rất có hiệu quả và chất lượng thì không thua kém gì cà chua trong Đà Lạt. Thế và cái giá thành nó cao và cái thời gian để bảo quản nó lại được rất là lâu. Trong thời gian tới thì phường đã có chủ trương nhân rộng ra một số hộ nữa khi mà có đất thì chúng ta, và đây cũng là một cái sản phẩm đặc hữu cho địa phương để phục vụ cho khách du lịch khi đến địa bàn. Để có được thành công bước đầu của mô hình này, cấp ủy chính quyền thị xã Sapa đã linh hoạt, sáng tạo trong việc học tập kinh nghiệm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng những giống cây mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu tại địa phương. Những vườn cà chua xanh mướt được điểm tô bằng những chùm quả chín rực rỡ sắc màu không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn hướng tới phát triển loại hình du lịch trải nghiệm trong thời gian tới. Khi mô hình này được nhân rộng, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp lên một bước tiến mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.